tuổi Đinh Dậu 1957, lén làm điều này, được trời Phật độ mệnh, tổ tiên phù hộ, ôm tiền tỷ về nhà, từ nay đến Tết trúng số liên tiếp. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu kính mến. Nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, là người có chí khí, sống chất phát và có trách nhiệm. Họ luôn được mọi người kính nể bởi nguồn tri thức lớn, hiểu biết và ôn hòa. Bước sang nửa cuối năm Quý Mão 2023, quý ông Đinh Dậu đã vào hàng lục thập, cuộc sống lúc này rất sung túc, tài lộc dồi dào, con cháu hiếu thuận và thành đạt. Theo tử vi năm 2023, nam mệnh tuổi này gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, gặp hạn toán tận, chiếu về sự hao tốn tiền tài. Vậy vận trình tử vi của năm nay ra sao, cách để hóa giải sao hạn, đón chờ một năm vạn sự bình yên? Quý bà tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, là người sống tình cảm, yêu thương con cháu, họ cũng là những người giỏi giang và tháo vát trong công việc. Nữ tuổi Dậu đã gây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc ở độ tuổi còn trẻ, về già tiền tài rủng rỉnh, hưởng phúc lộc bên gia đình. Năm 2023, nữ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ có nhiều tin vui đưa đến. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu kính mến, an hưởng tuổi già thực ra là một điều vô cùng khó khăn, không phải ai cũng làm được, đủ thứ rắc rối, tiền bạc, cô đơn, bệnh tật khiến chúng ta lo lắng bất an. Khi 20 tuổi cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa. Đến 60 mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ đến mình cả, vậy nên con người sẽ thay đổi để thích nghi và thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn, phũ phàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua cũng như phần đời còn lại. Một số người cho rằng phải già đi là một sự hối tiếc của cuộc sống, nhưng tuổi tác đời khi lại là một lợi thế, chính vì kinh nghiệm của mọi cá nhân được tích lũy theo năm tháng. Tuổi tác càng lớn, bạn lại càng tự tin đối mặt với cuộc sống hơn. Bạn phải biết rằng, việc sở hữu được ba lá bùa hộ mệnh của một người trong những năm tháng sau này là một điều may mắn. Nơi để ở. Gia đình là nơi trú ẩn an toàn, có gia đình là có hạnh phúc, nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta được che chở bằng một cuộc sống của mình. Gia đình chính là tổ ấm, là điểm tựa cho mỗi người. Khi ta mệt mỏi, gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi người. Nếu như cuộc sống ngoài kia quá khó khăn hay sóng gió, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình khi về với gia đình, có nhà, tâm trí và thể xác chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là chúng ta sẽ rất thanh thản, vì về già điều họ cần hơn là mái ấm của chính mình. Khi về với gia đình con cháu, chắc hẳn sẽ mang đến những bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tương tự như vậy, việc sống chui lủi cũng rất khó khăn. Bạn muốn được hạnh phúc về già, bạn phải có nơi ở riêng của mình. Tiền hưu trí, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền sẽ không có tất cả. Tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được cuộc sống lý tưởng của mình. Bạn phải biết rằng tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Nhất là khi chúng ta về già không có tiền thì rất khó di chuyển, đi khám bệnh thì tốn tiền, đi lại cũng phải tốn tiền. Có người nói nuôi con là để đề phòng tuổi già, nhưng thực ra có tiền mới là thứ có ích nhất. Tiền hưu là bảo bối cho người già, thật ra việc gì cũng làm phiền con cái đủ thứ, có khi lại càng khiến bản thân đau lòng. Bạn đồng hành vợ chồng là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Trên đường đời sẽ có rất nhiều người qua lại và chính vì sự lướt qua của những người này mà cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn. Tuy nhiên, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người bạn đời. Vì vậy, khi về già, có người bên cạnh có thể đồng hành, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự. Quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn, bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi. Cuộc sống muôn vàn điều bất ngờ và tươi đẹp, nhưng trong quá trình có được hạnh phúc này, thường gặp nhiều khó khăn. Khi về già, con người sẽ gặp nhiều âu lo hơn, những vấn đề về thể chất tình cảm giữa vợ chồng con cái. Vì vậy, hạnh phúc của người cao tuổi không phải thứ giản đơn mà có được. Sở hữu ba lá bùa hộ mệnh này, ắt hẳn là người có phúc. Vậy khi già rồi cô bác tuổi Đinh Dậu sẽ sống một cuộc sống ra sao? Hãy chứng minh xuống bên dưới phần bình luận những dự định tuổi già của mình để Minh Đường Tử Vi và mọi người cùng biết nhé. Từ nay tới Tết Giáp Thìn 2024, quý ông Đinh Dậu, sinh năm 1957, còn đang làm ăn buôn bán thì cần chú ý nhiều hơn đến hợp đồng ký kết với bên thứ ba. Trong phong thủy có câu, sao Thái Bạch quét sạch nhà cửa, việc chi tiêu tiết kiệm và tính toán hợp lý sẽ giúp quý ông chủ động hơn trước mọi việc.
Phương diện tình duyên gia đạo của nam tuổi Đinh Dậu trong 3 tháng cuối năm 2023 được bình hòa, cả nhà thấu hiểu và quan tâm đến nhau. Hơn nữa, đàn ông tuổi Đinh Dậu sống tình cảm, được mọi người yêu mến, gia đạo có lộc hỷ, tin vui từ con cháu. Tử vi tuổi Dậu 1957 cho thấy, tuổi tác cao có thể sẽ khiến cho bản mệnh thi thoảng ốm vặt. Do đó, từ nay tới Tết 2024 là giai đoạn mà quý ông nên chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe. Việc giữ cho tâm trí thảnh thơi, ăn uống điều độ, tập luyện dưỡng sinh sẽ giúp cho bản mệnh có được sức khỏe tốt. Phạm thái tuế không. Từ nay tới Tết, nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, phạm xung thái tuế. Phạm tam tai không. Nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, không phạm tam tai trong năm 2023. Phạm kim lâu không. Năm 2023 tuổi Đinh Dậu nam mạng, phạm kim lâu thê. Phạm hoang ốc không. Nam mạng Đinh Dậu, sinh năm 1957, năm nay 67 tuổi, không phạm hạn hoang ốc. Có xây dựng nhà được không? Năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, phạm thái tuế và kim lâu, nên tránh những năm này khi xây nhà dựng cửa. Tuy nhiên, bản mệnh xây dựng vẫn có thể mượn tuổi để làm nhà trong năm nay. Còn riêng đối với nữ mạng tuổi Đinh Dậu 1957, vào 3 tháng cuối năm 2023, còn làm ăn kinh doanh hay tính toán việc gì quan trọng đều gặt hái được những thành tốt đẹp. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều cơ hội hợp tác với những người tài giỏi, buôn may bán đắt, nhờ vận trình công việc được thuận lợi suôn sẻ, nên nữ mệnh tuổi Đinh Dậu năm nay tài chính đều dư giả, bản mệnh có cơ hội để được khoản tiết kiệm lớn. Những nữ mệnh đã về hưu thì có khả năng dư giả chi tiêu, cuộc sống thoải mái nhất. Từ nay tới Tết, quý bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, được dự báo vận số tốt đẹp về mọi mặt, nhờ đó mà gia đạo cũng vô cùng êm ấm. Con cháu hiếu thuận, vợ chồng quay quần, năm nay bản mệnh cũng đón nhận nhiều tin vui, hỷ tín trong gia đình dòng họ. Năm nay quý bà tuổi Đinh Dậu đã sắp bước sang tuổi 68, do đó yếu tố sức khỏe sẽ là mối quan tâm hàng đầu của bản mệnh. Tử vi từ nay tới Tết năm 2024, gặp hạn huỳnh tuyền, thi thoảng nữ mệnh sẽ có thể tái phát bệnh cũ, ốm vặt khi trái gió chờ trời. Để đảm bảo sức khỏe được tốt nhất, nữ Đinh Dậu nên chú ý ăn uống điều độ, tập thể dục mỗi ngày. Phạm thái tuế không. Năm Quý Mão 2023, nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, phạm xung thái tuế. Phạm tam tai không. Nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, không phạm tam tai trong năm 2023. Phạm kim lâu không. Năm 2023, tuổi Đinh Dậu nam mạng, phạm kim lâu thê. Phạm hoang ốc không. Nam mạng Đinh Dậu, sinh năm 1957, năm nay 67 tuổi, không phạm hạn hoang ốc. Có xây dựng nhà được không? Vì năm Quý Mão 2023, nữ mạng tuổi Đinh Dậu phạm hạn thái tuế và kim lâu, do đó chưa thích hợp để tiến hành xây dựng nhà cửa. Nữ tuổi Dậu 1957, nếu muốn tiến hành có thể mượn tuổi người thân, cho thêm phần an tâm, xây dựng thuận lợi. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu thân mến, sống từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Những người tuổi Đinh Dậu thường suy nghĩ sâu sắc, họ luôn biết nắm bắt cơ hội, có khả năng nhận diện cơ hội từ rất xa. Người tuổi Đinh Dậu có thể là những bậc thầy khó tính, nhưng họ đều được tha thứ vì rất giỏi trong việc nắm bắt và quan sát hành vi của người khác. Sự quả quyết và thái độ của họ đã giúp cho chất lượng công việc ngày càng tốt hơn. Đa số những chú gà này là người có trách nhiệm với công việc, hoặc họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chúng trong khả năng của mình. Hầu hết những người tuổi Đinh Dậu đều định hướng tốt về nghề nghiệp cũng như nhiệt huyết trong công việc, bởi vì sở hữu tính cách mạnh mẽ nên đa số công việc của họ có liên quan đến thiết kế, sáng tạo nghệ thuật. Nếu làm những công việc này, họ sẽ rất thành công. Bên cạnh đó, họ cũng thích nghi và có khả năng cân bằng giữa công việc và vui chơi. Mọi người cũng biết, gà trống hay đánh thức con người và vạn vật xung quanh bằng tiếng gáy của mình. Do vậy, những người tuổi gà cũng tiên phong dũng cảm đứng về phía trước. Bên cạnh đó, họ cũng vô cùng lịch sự và không sợ khó khăn. Những căng thẳng hay nghịch cảnh chỉ có thể thúc đẩy họ vượt qua hơn, chứ không bao giờ nản chí. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Đinh Dậu là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Người tuổi Dậu thuộc nhóm tam hợp, tỵ, dậu, sửu, hay còn gọi là nhóm tuổi tri thức. Những người thuộc nhóm tam hợp này rất khám phá những điều mới lạ, từ những việc xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, sàng lọc thông tin từ các nguồn khác nhau để
để vun đắp kiến thức cho bản thân ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu, họ là người thật thà, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao. Tuy vậy, họ luôn cần sự khéo léo đến từ tuổi Tỵ và Dậu. Trái lại, những người tuổi Dậu với tính khí thẳng thắn và khắt khe của mình thì lại chiến thắng sự hiền lành và tốt bụng của người tuổi Sửu. Nhị hợp tuổi Dậu là tuổi Thìn, chính vì thế khi hai con giáp này đi cùng nhau thì sẽ mang lại cho cả hai nhiều mối quan hệ mới. Còn nếu là vợ chồng thì họ sẽ rất ăn ý với nhau, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Bên cạnh đó, trong việc làm ăn thì người tuổi Dậu cần chú ý đến bản mệnh của mình để xem là mình hợp cả với ai, hợp tác với tuổi nào sẽ sinh ra nhiều tài lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023 của Đinh Dậu. Tử vi tháng 10 âm lịch 2023, tuổi Đinh Dậu có 1 tháng bình ổn, ít có biến động. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm 1957, nhưng cũng có thể là giai đoạn bạn chọn sự an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều, điều này tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Vận trình sự nghiệp. Được thiên ấn che chở nên không gặp quá nhiều khó khăn, nếu làm việc chăm chỉ với năng lực hiện tại, bản mệnh hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra, Đinh Dậu còn có cơ hội gặp được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Đinh Dậu có khoản ra khoản vào, kiếm tiền đều đặn. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý, thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn, thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Những người tuổi Đinh Dậu sẽ có những thăng trầm trong vận trình tình cảm trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc và dẫn tới rạn nứt. Nhưng nếu hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau, thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu được dự báo sẽ tương đối ổn định trong tháng này, nhưng bạn cũng cần chú ý giữ gìn và rèn luyện để nâng cao thể chất. Hãy sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo có đủ giấc ngủ và sức khỏe. Các chỉ số trong tháng: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, màu đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ, con số may mắn, nam, số 5, 7, 22, 85, 27, nữ, số 8, 48, 29, 82. Tử vi tháng 11 âm, năm 2023. Xem tử vi tháng 11, năm 2023, tuổi Đinh Dậu âm lịch, bước sang tháng Giáp Tý, cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tứ hành xung để bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, thậm chí nếu bạn nghe thêm ý kiến của người khác, còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Đinh Dậu, khi đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì nếu càng lún sâu vào đó thì càng có thêm nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực trong khi mọi người mãi đấu đá nhau. Nhất là khi có chính quan làm chỗ dựa tinh thần thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến bạn đi lệch hướng. Nguyệt lệnh lâm thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Đinh Dậu thời gian này, bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hờn. Khi đó đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mệnh. Khía cạnh nhân duyên, ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. Các chỉ số trong tháng: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, con số may mắn, nam số 5, 4, 72, 42, 61, nữ, 20, 2, 62, 29. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12, 2023 âm lịch, chuyển biến tích cực có nhiều sự hậu thuẫn,
tháng Ất Sửu này, tuổi Đinh Dậu gặp được nhiều cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này, mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu có thêm các tinh thiên ấn che chở, nên vận trình không tệ chút nào, bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả, Đinh Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân, món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui, một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Tháng này, tuổi Đinh Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh, dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật tai nạn. Các chỉ số trong tháng, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, mùi, tuất, con số may mắn, nam 4, 31, 35, 53, nữ 2, 89, 32, 33. Thưa quý vị cô bác, Đạo Phật nói về 3 thói quen xấu cướp đi vận may mà nhiều người từng mắc phải. 1. Thích phàn nàn. Trong cuộc sống mọi người thường phàn nàn rằng cuộc sống của họ không được suôn sẻ, nhưng có lẽ ít người biết. Đây là nguyên nhân làm hao tổn phúc đức, khi gặp khó khăn luôn thích nói những lời tiêu cực khiến người khác không vui. Khi gặp khó khăn luôn đổ lỗi cho lỗi lầm của mình cho người khác, hậu quả của việc làm này sẽ chỉ khiến tâm trạng của bạn ngày càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Theo thời gian, bạn sẽ bị bao quanh bởi những cảm xúc tiêu cực, tâm lý của bạn sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Khi một người ngày ngày đều phàn nàn về cuộc sống của mình, vận may của người đó sẽ không khá hơn là bao. Hãy để tôi hỏi bạn, nếu bạn tràn đầy năng lượng mỗi ngày, nhưng có một người xung quanh bạn chỉ phàn nàn mỗi ngày và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ tiếp tục kết giao với một người như vậy chứ? Trên thực tế, việc gặp phải những trải nghiệm tồi tệ trong cuộc sống là điều bình thường. Nếu một người quen phàn nàn, thì hạnh phúc của họ sẽ khó tăng lên. Chỉ bằng cách nỗ lực thay đổi tâm lý, bạn mới có thể thực sự thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy, khi gặp điều gì không vừa ý, bạn cũng nên học cách bình tĩnh và có thái độ lạc quan, thì vận may sẽ ngày càng đến gần hơn. 2. Tính khí thất thường, nóng nảy. Người xưa nói, không thể cất đi sự giận dữ thì không thể mang lại niềm vui. Nếu một người thường xuyên tức giận, điều đó có nghĩa là phước lành của người đó đang lặng lẽ trôi đi. Bởi vì, khi một người dễ xúc động, họ sẽ mất đi lý trí và làm những điều bốc đồng, không thể thay đổi được. Kết quả của việc làm như vậy thường khiến bản thân trở nên thụ động xấu tính. Nếu bạn là người có tính cách hiền lành, bạn sẽ luôn sắp xếp cuộc sống của mình một cách có trật tự, không gây gổ hay tranh giành khi có chuyện xảy ra. Khi đó cho dù thỉnh thoảng bạn có tỏ ra bất mãn thì người khác cũng khó nhận ra. Người khác sẽ luôn nhìn thấy sự trưởng thành và tĩnh lặng, chữ nhẫn ở con người bạn, bởi vì bạn hiếm khi mất bình tĩnh, nên bạn có vẻ là người trung thực và nhẫn nại trong mắt người khác. Trong trường hợp này, những người khác đương nhiên sẽ sẵn sàng tương tác và thích giúp đỡ bạn nhiều hơn. Như người ta vẫn nói, bạn càng có nhiều bạn bè thì cuộc hành trình của bạn sẽ càng dễ dàng hơn. Tính khí tốt của bạn sẽ giúp bạn có được nhiều mối quan hệ bất ngờ, nhờ đó vận may của bạn ngày càng sâu sắc hơn. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ hình thành thói quen xấu, dù là gắt gỏng, vì không ai thích ở gần một người gắt gỏng. Đã là con người thì phải biết kiềm chế cảm xúc của mình thì mới có thể sẽ từ từ tích lũy phước lành cho mình. 3. Lười biếng. Như người ta vẫn nói, lười biếng là gốc rễ của mọi tội lỗi. Nếu một người lười biếng và không muốn làm việc chăm chỉ muốn há miệng chờ sung, thì vận may của người đó đương nhiên sẽ giảm dần, bởi nếu con người không có động lực thì sẽ không muốn tiến bộ, sẽ mất đi động lực phấn đấu và sẽ sống trong cảnh hoang mang. Hơn nữa, những thứ quen xấu như vậy thường mang lại nhiều cảm xúc và tác động tiêu cực. Trước hết, những người lười biếng thường có xu hướng cảm thấy buồn chán và nhàm chán. Bởi vì họ không tích cực theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình, nên cuộc sống hàng ngày của họ trở nên đơn điệu và nhàm chán.
họ thiếu cơ hội tiếp xúc giao tiếp với người khác và từ đó mất đi sự nhiệt tình, hứng thú với cuộc sống. Những người ăn no mà lười biếng, thích ăn sẵn, hưởng thụ cũng thường cảm thấy lo lắng bất an. Vì chỉ nhận ra tiềm năng và giá trị của mình nên họ thường cảm thấy mình vô nghĩa và mất đi niềm tin, dũng khí trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta nên khuyến khích bản thân hoặc những người xung quanh tích cực và không ngừng theo đuổi ước mơ, mục tiêu của mình, chăm chỉ làm ăn, không dựa vào bất cứ ai. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, có ý nghĩa và nhận ra tiềm năng cũng như giá trị của mình. Cuộc sống là một sự rèn luyện, không có cuộc đời nào sẽ thuận buồm xuôi gió và cũng không có cuộc đời nào luôn gặp xui xẻo. Nếu bạn luôn có thể duy trì một tấm lòng biết ơn, bạn sẽ ngày càng gặp nhiều may mắn và hãy tránh xa ba thói quen xấu khiến vận may giảm sút ở trên vì chúng khiến phước lành ngày càng rời xa bạn. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa. Rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác và anh chị có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.